Đội bóng nữ Campuchia, lần đầu tiên tham dự SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên, đội bóng nữ Campuchia, tham dự SEA Games, sân chơi thể thao, lớn nhất khu vực. Huấn luyện viên, Prapvuthi, cho biết, sẽ không là cuộc hành trình, dễ dàng, cho những kẻ kém cỏi. Vì vậy Liên đoàn bóng đá Campuchia, đã chính thức gọi 35 cầu thủ nữ, vào đội tuyển bóng đá quốc gia. Để chuẩn bị thi đấu, tại SEA Games 31. Prapvuthi, huấn luyện viên đội tuyển nữ quốc gia Campuchia, cho biết, họ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 và lên đường sang Việt Nam vào ngày 6 tháng 5. Danh sách 35 cầu thủ nữ Campuchia tham dự SEA Games 31. Đội hình tuyển nữ Campuchia được công bố vào sáng ngày 13 tháng 4 với 35 cầu thủ đến từ 5 câu lạc bộ thuộc liên đoàn. Câu lạc bộ Phnom Penh Crown có nhiều cầu thủ nhất, với 13 cầu thủ được gọi. Gồm có Chea Wai, Chea Feria, Heng Sik Leng, In Serenit, Kit Siu Hang, Kim Chan The, Max Sereirot, Meng Chin Leng, Nho Sereirot, Pun Kun Thea, Sun Vai Pha, Ti Sam Nang, và Vibon Siriseta. Đội bóng nữ, Prakhan, Rik Survai Rayen, có 8 cầu thủ tham gia vào đội tuyển quốc gia. Là Chan Thin, Chang Phip, Chit Saphun, John Serenit, Lim Sofa, Matt Safir, Yun Serenit, và Kep Samantha. Tiếp theo là 7 cầu thủ nữ từ Á quân, Nagaun, Kampong Spiu, đã được triệu tập cho đội hình Campuchia. Bao gồm, Yun Nhung, Chief Danet, Hok Sap Di, Sok Li, Thong Pai Di, Van Linda, và Chia Samphos. Đội bóng, Siem Reap FC, góp mặt 5 cầu thủ, là Jin Soviet, Hie Serilus, Phung Serifos, Samrat Nimon, và Suy Rasmay. Còn lại là 2 cầu thủ nữ của đội bóng Bungket FC là Green Seribon và Lin Siu Minh.